Từ năm 2021, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 đã đạt được mục tiêu đề ra. Hiện các trường đại học đều bày tỏ sự tin cậy kết quả thi để mà sử dụng cho xét tuyển tại hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào ngày hôm qua. Cũng theo bộ này thì năm 2021 kỳ thi Trung học phổ thông sẽ được thay đổi. Lãnh đạo Bộ Dục và Đào tạo cho biết kỳ thi Trung học phổ thông sẽ ổn định tới năm 2020 theo đúng lộ trình đã được công bố. Sau đó thì bộ sẽ có lộ trình để đảm bảo sự ổn định và cải tiến kỳ thi một cách tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố lộ trình thi 2021-2024 trước khi thực hiện xong lộ trình đổi mới sách giáo khoa để từng bước thực hiện tốt theo kế hoạch. Cụ thể, Bộ đang tập trung đào tạo đủ ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng việc đổi mới theo lộ trình cuốn chiếu, trong đó ưu tiên cho lớp 1. Ngoài ra thực hiện nghị quyết số 24, ngoài ra thực hiện nghị quyết số 29 của Trung ương, nghị quyết số 88 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn thẩm định để chọn bộ sách giáo khoa tốt nhất. Đến nay, Bộ đã nhận được 5 bộ sách do các nhà xuất bản gửi đến để thẩm định.